Đây là cầu các Đăng thì em mới về đây nhé, rất là nhiều. Các bạn cần những cái loại nào thì có thể liên hệ thêm. Cầu thì có các loại chiều rộng từ 70, 80, 90, 1m và 1m1 đều có. Đấy, các loại cỡ luôn. Cầu bên mình thì đợt này có cái loại tăm bua phanh rất là lớn nhé. Đây, tăm bua phanh đợt này của nó là 180mm các bạn ạ. Cái tăm bua phanh đợt này này là nó đường kính phanh nó rất là lớn, phanh nó sẽ ăn hơn những cái dòng cũ. Dòng cũ thì đây, những cái dòng cũ đây, dòng cũ thì tăm bua phanh của nó có 160 thôi, còn những cái dòng mới bây giờ thì của nó là 180 cơ. Đấy, các bạn cần mua thì liên hệ bên mình. Các bạn lấy số lượng nhiều thì có thể liên hệ trực tiếp, bên mình sẽ có giá ưu đãi hơn. Chỗ này bên mình mới về khoảng có hơn 100 cây thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Thank you.
Thank you.
Thank you.